Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án Blow Photoco để tham gia dự án này mới clip phần liệu mô tả với video mở từ một chat chatbot này bạn. Mình sẽ nhận được một túc cần BFB. Này là dự án của trên NFT các bạn. Một BFB 120 OTT. Rồi bạn bấm vào số này drop này. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, follow kênh join kênh group này bạn. Trên nhóm chat này. Rồi các bạn xôn xao người ta các bạn. Đây mình chờ một chút xíu có cấp tra không các bạn. Ok không cấp tra các bạn bắt đáp lại người ta các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow fanpage từ Twitter nè các bạn. Request and comment và inbox luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào. Để mình lấy 5 người bạn của mình. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Đây là dự án của Joy nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn trích dẫn với tờ quýt nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Các bạn gõ A cộng lên hiện ra những người bạn của mình nè các bạn. Phan các bạn để mình xóa bớt các bạn. Rồi các bạn tờ quýt lại nè các bạn. Tiếp tục sau đó các bạn comment cái nữa nha các bạn. Các bạn cũng dán vào đây cái nữa. Phan các bạn. Các bạn chờ xíu các bạn, xóa cái này bỏ đi. Rồi các bạn bấm trả lời các bạn. Sau khi các bạn tự quyết share comment xong thì các bạn chơi kênh bot là bạn bấm vào. Đây thì follow minimum và clip lab thì các bạn nhiệm vụ tùy chọn các bạn có thể bỏ qua các bạn. Các bạn bấm vào lúc submit tên này các bạn. Tiếp tục nó hỏi các bạn cho nhóm chat không thì các bạn đã cho gọi thì bạn bấm done nha tất cả các bạn. Không bot này khá sao nó không hiện nữa gì nữa ta. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lời đường link Twitter username của mình nha các bạn. Yeah. Rồi thì các bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Trên Twitter thì bạn nhấp về bài bên cùng này bạn nhấp vào một user này bạn. Rồi bạn bấm nhập chia sẻ cho gạch bài bên cùng bấm nhập chia sẻ nữa các bạn. Các bạn sao chép cho khai như tạm nè. Rồi các bạn bắt đắp lại nè. Rồi các bạn dán đường link Twitter mình vào đây các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục minimum thì các bạn nào có các bạn có gì bấm skip bỏ qua nghe tất cả các bạn. Bạn nào muốn follow thì để follow thì điền lại submit you. Có follow thì điền lại profile minimum nha bạn, còn không có thì bấm skip nha bạn để mình giờ mình follow thử được không. Ok, minimum follow không được bạn bấm skip bỏ qua nghe bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Best20, các bạn có thể dùng địa chỉ Zchain Wallet MetaMask. Nếu mà dùng địa chỉ MetaMask thì các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Saviban Pocket Token. Các bạn copy địa chỉ Smart Chain mình nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn gửi vào đây nha các bạn. Dán vào rồi. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cho anh xào kênh Aesop Aesop nó là đây là nguồn Aesop Nisa các bạn. Rồi các bạn follow các bạn, mình đã follow rồi, bấm bấm done. Hỏi có từ quý sĩ biết bot từ tờ bấm set nha bạn. Tiếp tục bạn việc lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè người thân để kiếm thêm top cần các bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Aesop nhận một top cần có cái hiệu là BFB đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.